Hãy đăng ký kênh YouTube và đừng quên tích chuông để nhận thông báo khi có bài học mới nhất các bạn nhé. Hello everyone, welcome you to our channel. Welcome to Speak English Easily, Quickly and Automatically. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành về chủ đề những cái câu nói an ủi, động viên, khích lệ người khác trong những cái trường hợp mà họ gặp những cái tình huống khó khăn, những cái hoàn cảnh bi đát. Và bằng những cái câu nói như vậy thì mình sẽ tiếp thêm nguồn động lực, năng lượng để giúp cho họ vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. So, are you ready? Yes! Take a deep breath. Exhale. Very good job. The first, don't worry. Đừng lo lắng. Đó, khi một ai đó thì họ đang rất là lo âu về ngày mai, về kỳ thi, về các kiểu, thì mình hãy nói với họ rằng là don't worry. W-A-R-I. Worry. Don't worry. Let's say it. Hay là trong những cái tình huống mà khiến cho mọi người cảm thấy rất sốt ruột, hoảng hốt, đó, thì mình hãy nói don't panic. Đừng hoảng hốt. Don't panic. P-A-N-I-C. Don't panic. Đừng hoảng hốt. Đó, ví dụ như không may là bị tai nạn ở trên đường chẳng hạn, và lúc bây giờ trong lòng rất bất an, rất là bối rối rồi, đúng không ạ? Thì mình hãy nói don't panic. Đừng hoảng hốt. Let's say it. Don't panic. Very good. Rồi thấy ai đó mà dầu dĩ thì mình hãy nói cheer up. Cheer. Cheer. Cheer up. Cheer up. Vui vẻ lên. Cheer up. Let's say it. Lạc quan vui vẻ lên thì sao ạ? Thì mình mới hấp dẫn được những cơ hội đến, đúng không ạ? Cheer up. Let's say it. It happens. It happens. Chuyện đó rất khó tránh khỏi. It happens. Happens. It happens. Let's say it. Đó, không cách nào khác cả. Ai cũng vậy thôi. Rất khó tránh khỏi mà. It happens. Let's say it again. Tough luck. Tough luck. Chỉ là không may thôi. Tough luck. Đó. Nhiều khi chẳng hạn chúng ta đầu tư vào coin, đầu tư vào forex, đúng không nhỉ? Đó, thế là cuối cùng thì tiền mất sạch, đúng không ạ? Đó, thì chỉ là không may thôi, chứ may là được ha. Đó, đen thôi, đỏ thì quên đi, đúng không ạ? Tough luck. Tough luck. Let's say it. Bless you. Chúa phù hộ cho bạn. Bless. Đó, nhưng mình luyến âm nhé, thì mình nối giữa âm S và âm Y thì thành âm sh. Bless you. Đó. Bless you. Chúa phù hộ cho bạn. Let's say it. Đó, một cái anh chàng, anh ấy chia tay cô gái khóc nức nở. Đó, và mình đi qua thì mình nói với cô nàng là bless you. Chúa phù hộ cho bạn, sẽ tìm được một anh tốt hơn thôi nhá. Bless you. Let's say it. Let it be. Let it be. Và mình luyến âm thành let it. Let it be. Kệ nó đi. Let it be. Let's say it. Ngay kể cả cái việc là mình chia sẻ những cái bài học như này, mình trao giá trị cho mọi người, thì vẫn có ai đó họ vào họ comment, họ nói xấu, nói những cái điều tiêu cực. Và mình không thể nào mà mình chặn họng họ được đó, và mình cũng không thể nào mình nói với họ rằng là đừng nói điều đó nữa được, bởi vì nói những cái câu nói như vậy, những cái từ ngữ như vậy là việc của họ đó. Còn mình thì let it be, kệ thôi, quan trọng là có những người ủng hộ mình. Let it be. Let's say it. Let it be. Kệ nó đi. There is no need to worry at all. Không có gì phải lo lắng cả. There is, luyến âm
There is no need, no need to worry at all, at all, at all. Luyến âm nha. There is no need to worry at all. Let's say it. There is no need to worry at all. Very good. Don't lose heart. Try again. Đừng nản lòng. Cố gắng lên. Don't lose heart. 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 Don't lose heart. Try again. Đừng nản lòng. Cố gắng lên. Thất bại là mẹ thành công cơ mà. Mới thất bại mà đã nản lòng thì còn làm được cái gì nữa. Ok? Don't lose heart. Try again. Let's say it. Come on. I know you can do it. Đó. Cố lên. Tớ biết cậu có thể làm được mà. Come on. Come on. Luyến âm. Come on. I know you can do it. Đó. Cậu có thể làm được mà. Come on. I know you can do it. Let's say it. I believe you can. I believe you can. Tớ tin cậu có thể làm được mà. I believe. 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 I believe you can. Let's say it. Don't worry about it. You are an able man. Đừng có lo. Cậu có khả năng mà. Don't worry about it. Don't worry about it. You are an able man. Don't worry about it. You are an able man. Let's say it. Do your best and you'll get it. Đó. Cố lên. Bạn sẽ làm được mà. Do your best. Best. You'll get it. Do your best. You'll get it. Get it. Luyến âm. Get it. Okay. Do your best. You'll get it. Let's say it. Don't cry. Everything will be okay. Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Don't cry. Cry. Don't cry. Everything will be okay. Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Don't cry. Everything will be okay. Let's say it. You've done the best. I'm proud of you. Bạn đã làm hết sức mình rồi. Tôi tự hào về bạn. You've done your best. You've done your best. I'm proud of you. Proud of. Luyến âm ha. Proud. Proud of. Proud of you. You've done your best. I'm proud of you. Let's say it. Keep trying and you'll make it. Đó, tiếp tục tiến lên. Đó, tiếp tục cố gắng lên. Bạn sẽ làm được thôi. Keep trying. You'll make it. Let's say it. I'm sure there's nothing wrong about it. Tôi chắc chắn là chuyện này không sao đâu. I'm sure. Sure. Chú ý âm S nặng nha. Sure. I'm sure there's nothing wrong about it. Nothing. There's nothing wrong about it. Let's say it. I understand the way you feel. Tôi hiểu nỗi lòng bạn mà. I understand.
understand. I understand the way you feel. Feel. Let's say it. I understand the way you feel. Let's say it. Very good. I really sympathize with you. Tôi rất thông cảm với bạn. I really sympathize with you. Đó, mình thấy bạn mình bị gấu đá đúng không ạ? Về nhà rất buồn, khóc suốt mấy ngày liền. Và mình mới nói với nó rằng là I really sympathize with you. Sympathize. Size. Đó. Nó hỏi mình là why? Mình bảo rằng trước tao bị đá mà. I really sympathize with you. Let's say it. I know how upset you must be. Tôi biết bạn sẽ đau khổ lắm. I know how upset you must be. I know how upset you must be. Let's say it. I know how you must feel. Tôi hiểu bạn sẽ cảm thấy thế nào mà. I know how you must feel. Let's say it. This must be a difficult time for you. Đây hẳn là cái khoảnh khắc, cái thời điểm khó khăn đối với bạn. This must be a difficult time for you. Difficult time. Thời điểm khó khăn. This must be a difficult time for you. Let's say it. Đó, khi mà COVID đúng không ạ? Đại dịch đến, nhiều, rất nhiều những cái cửa hàng đóng cửa, rất nhiều những doanh nghiệp phá sản. This must be a difficult time for you. Let's say it again. Try to look on the bright side. Đó, cố gắng nhìn vào cái mặt tích cực nha. Đó, trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì vẫn có cái điểm tích cực của nó. Có thể là thất bại đấy, nhưng mà chúng ta có bài học, đúng không ạ? Try to look on the bright side. Bright side. Try to look on the bright side. Let's say it. Very good job. Thực hành thêm một vài lần nữa với bài học này, đồng thời sử dụng những câu nói này vào những cái trường hợp cần để động viên, giúp cho những người khác vượt qua những cái tình huống, những hoàn cảnh khó khăn. Enjoy our great lesson today and wish you all the best. I'll see you in our next lesson. Chúc bạn mọi điều tuyệt vời nhất và hẹn gặp lại bạn ở trong những bài học tiếp theo. Bye!